Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Rồi em làm cho ly trà đá uống nha. Mì ngon quá Thím Tư. Đây nè, đó, trà đá của anh. Rồi, cảm ơn cô Tư nha. Ngồi chơi xíu hen. Ừ. Ôi chào chào, để lấy điện thoại đi coi. Cỡ này thấy kết bạn Facebook hoài, không là có thằng nào chưa? Trời ơi, nhiều. Đẹp như Tư thì dễ gì không có. Có không? Thiệt. Đâu đưa Tư con thằng cái. Thôi, tắt gì cho con chi. Nói chung là cũng có nhiều tráng sĩ lắm. Ờ đúng rồi. Ghê vậy hả? Đẹp trai. Đâu được coi. Đây 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 đây. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Đó. Trời ơi, này cũng đẹp trai chứ. Đó, thấy chưa? Rồi nước da hơi đen nha. Nó đi như người Việt hay là người bên kia? Người nước bạn hả? Không phải đâu, người nước mình. Em chỉ biết ngôn ngữ nước mình thôi, không biết ngôn ngữ nước bạn. Nhưng mà nói thiệt sự ra thì nhìn mặt ảnh cũng khá là phúc hậu đúng không? Trẻ khỏe là được rồi. Chắc là cũng thành phần đại học bôn ba, công tác tại gia, ăn bám ở nhà chứ gì, phải không? Hồi sao anh hạ thấp em quá à? Anh hạ cái giá em đâu lè phè dưới đất á. Ít ra là người mà cái tiêu chuẩn của Tư quen cũng phải là cao to nè, đẹp trai nè. Cho dù đẹp ít thôi nhưng mà cũng phải có xe hơi, cũng phải có điều kiện có nhà lầu. Trời đất ơi. Cũng phải có điều kiện là đi mang đồ hiệu chẳng hạn, chứ đâu có ba cái tàu lao được không được đâu. Mấy thằng là cha đại gia đó, đi xe hơi nhà lầu biệt thự đó chả đâu có đâu lên trên này để cho cô kết bạn kết bè đâu. Trời ơi, người ta làm ăn đàng hoàng ai lên nấy. Nè ăn đi rồi uống đi rồi nghỉ ngơi đi. Mấy người lớn tuổi không có cởi mở. Mấy thằng mà lên mạng mà kết bạn rồi này kia đi kiếm gái đó, mấy người đó mấy người tào lao. Xin chào anh ạ. Anh cho tôi hỏi đây có phải là cơ quán cô Tư Mập ở xóm Dừa Nước mà? Đúng rồi. Em chọn mày chắc anh là chủ quán à? Không, uống cà phê hả? Ngồi đi. Cho em xin phép nha. Ngồi ngồi. Anh cho tôi ly cà phê đá nha. Rồi cô Tư ơi. Ừ. Có khách kiếm cô uống cà phê nè cô Tư ơi. Rồi 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 rồi, uống cà phê ha. Ừ. Ăn mì không? Mì quán này nấu ngon lắm à. À dạ dạ không à. Mì quán nấu không à. Ừ. Ủa khách hả? À, anh đó. Uống gì? Cà phê. Cho ly cà phê đá nè. Rồi ly cà phê đá không? Rồi. Tưởng có ăn gì kêu làm luôn. Anh kiếm ai? Ý anh là kiếm ai? À dạ cho anh hỏi là ở đây có ai tên là Hiền Angel mà. Hiền mấy chỗ hả? Hiền Angel. Anh chờ ở chờ là mấy chỗ tôi bị tôi ít học. cũng giới thiệu cho anh. Đây nè. Đó. Hiền mấy chỗ đó. Có mối trên Facebook rồi kiếm nè. Ồ đây là Hiền Angel. Đó Hiền Angel đó. À. Anh xin phép anh tự giới thiệu anh là Gentleman. À dạ chào. À cái nick Gentleman. Đúng rồi ạ. Gentleman. Gentleman. Gentleman mình là Cường. À, nhưng Cường. Mà nickname của mình tên là Gentleman. À biết biết. Gentleman tên là quý ông. Dạ. Là mình là quý ông Cường. Dạ. À, ông Cường là dạ. Ương là còng luôn. Dạ. 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 mình nói nhau ở trên đó biết rồi, biết rồi, tôi biết mà. Nhưng mà sao ở ngoài với ở trọng nó không có giống nhau? Thì mình cũng giống trong hình một tí thôi nhưng mà mình dùng kỹ nghệ công nghệ Photoshop một tí xíu. Trời ơi Photoshop có một chút thôi đó anh hai. Mà ở trọng là mắt trái nhãn, mũi dọc dừa, môi trái tim, mà ra đây là mắt cái trái gì không biết mà mũi thì trái dừa, mà da đen xì lì hả? Công nghệ. Công nghệ bởi vì bây giờ đó đăng hình ở trên điện thoại á nhìn không có ra. Tự mấy bà với mấy ông sửa riết rồi xấu cũng thành đẹp nữa. Đen cái thành trắng. Rồi bây giờ đây mình với Micho gặp nhau rồi hai người tâm sự đi nha. Rồi tôi đi về. Xin phép chào anh ạ. Hai ơi. Thấy cũng trẻ tuổi nhưng mà hai. Thôi mà tôi mất ngã gì nữa không biết nữa. Hẹn hò Facebook mà. Ôi. Ha. Hai ơi. Anh hai. Anh hai. Hiền Hiền cho anh cho nó bao nhiêu chờ anh chút nè.
Chà. Chẳng lẽ mình chậm một bước ta? Hình thức giống nhau, thế người giống nhau. Xin lỗi, phải người ta không? Người ta mới xuống chơi hả? Nghe người hả? Tìm ai? À, tìm cái mà người bạn mình đang tìm á. Ủa nãy giờ mình tìm ai trong này ta? Ủa tìm ai? Đâu có tìm gì đâu. Chẳng phải người anh em tới đây dư tôi sao? Người anh em có hẹn với ai ở đây không? À, không, tôi ngồi uống nước đây thôi à. À vậy hả? À vậy người anh em vui lòng cho mình hỏi một cái. Người anh em có biết quán Tư Mập không? Vậy chứ người anh em có đuôi không? Bước vô đây thì thấy tấm bảng là trước là Tư Mập rồi còn hỏi gì nữa. À vậy là đích thị quán Tư Mập ở xóm Nước Dừa. Ê xin lỗi, xóm Dừa Nước. À, nước dừa hay là dừa nước gì cũng được. Nước dừa là uống đây, còn dừa nước là ra tôi kêu uống. À, vậy giờ mình không uống nước dừa, không uống dừa nước. Mình mời ngồi đi. Ngồi đi. Uống thuốc trợ tim chưa? À, chưa. Hoài là phát hổng với hoài vậy ông? Không phải, tại lấy dáng hổng mang. À. Mình có hẹn với một người bạn trên Facebook á. Facebook nữa? Facebook. Rồi, tới Facebook. Cái nickname Facebook là gì? Cái nickname là đánh giò Hiền. Bộ bà để bán bánh giò sao ta? Bánh giò, bánh chân Hiền. Không phải, đó đánh chân đánh giò không phải. Đánh giò Hiền là đánh giò là thiên thần á, thiên thần Hiền đó. Em giò là thiên thần á? Dạ, đánh giò. À, nhìn dạ. Mày biết khỏi trên rồi. Khỏi trên mới đi tìm mà thiên thần. Đúng không? À sư khỏi trên. Dạ. À. Khỏi trên cũng có anh em. Dạ. Nên gì? Nên là Hot Boy Xít Muối. Xít muối là gì? Là không phải Hot Boy sắc muối. À. Là không phải là miếng chanh mà sắc muối ăn mà là Hot Boy Xít Xít đây là 1 2 3 4 xít. Không hiểu. Sáu muối lạ là. À xít là sáu á hả? Coi học điểm không, điểm không? Thôi phải. Tôi sao hôm xỉn nói hết trơn rồi. Giờ không còn gì, miếng nào nó nói hết rồi. Dạ. Đó là xít muối. Xít muối. Thì ở đây hít bò quanh muối. Là gì? Con muối mập. Là con cục gì chắc anh hả? Vậy là đây là muối huynh. Ừ. Muối đệ. Ừ. Dạ. Muốn tìm thiên thần. Dạ thiên thần. Ngồi chơi đi để tôi điện thoại ha. Dạ giống chia trái mưa người ta đâm ăn me luôn á. Có tới hả? Có Facebook nè, tới nè. Hot dog 6 cục hả? Nói là hot dog 6 cục tới. Hot dog nghe ngon lắm à, giờ em thấy dữ lắm à. Không ở trển xuống đó nghe, đi xa lắm à, ở trển xuống bay là xuống đó ra lẹ ra. Không ăn nước cho uống nước, không ăn hot dog. Gì? Không ăn hot dog đâu. Gồng lên đó coi chừng cái dân cái anh ba đó. Anh ấy điện thoại nói gì em nghe không rõ, mất sóng. Có Facebook á, Facebook tới nữa. Hot dog 6 cục. Hot dog 6 cục hả? Nói nghe nè. Có em chỉ biết cái gì mà hot dog 6 muối. Lộn, hot bò 6 muối chứ làm gì có hot dog 6 cục. Thì đó. 6 muối đó, 6 muối. Đâu? Đó. Muôn huynh ơi, giọng ai như chim anh Vũ vậy. Phải gồng nữa lên được. Đó, thế là đó. Bị chó cắn. Ông gió ông đi bị chó cắn nè. Biết nè. Chẳng hay anh đây là hả? Con chào má Hiền. Cái gì? Má của Không. Tôi Hiền Angel. Xin lỗi cho gối lòng tiền đình một cái. Còn đây sao sao mặt mày quá. Còn đây anh là đây là Hot Boy Xít Muối nè. Trời ơi cái gì vậy? Ủa sao ở trong kia, trong này nó lục gục lòn hòn mà sao ở ngoài phẳng quá vậy? Cục Quynh ơi, ấy lộn, cục muối ấy lộn, cái gì? Muối Quynh ơi, mình phải gọi là thiên thần bằng cái gì? Ảo thần. Ảo thần 8, là 8 lần. Trời ơi, sao ở trong khác, ngoài này khác, kỳ vậy? Ảo Quynh. Ảo mà. Ảo thì biết rồi, đây cũng ảo. Ở trong đây chỉ chỉnh được có cái mặt. Mà sao bên đó chỉnh luôn cái người? Đây là thiệt hay là mơ? Đây là thật. Nhưng em trời ơi, em đẹp lắm. À,
bay theo. Thiên thần là bay theo đi, nó còn là đạo mà. Đây 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 đây, trà tới rồi đây. Ai chà. Dạ. Em mời anh, đây là của em. Cảm ơn cô gái trẻ đã cho anh ly trà. Wow. Chỉ một vài viên đá. Wow. Nó lạnh xuống ruột già. Dạ thôi. Không còn con nữa. Không, nó tuột tới cái khúc đó được rồi, nó tuột nữa em sợ nó bị tuột ra ngoài đó. Dạ. Anh ơi, em mời anh uống trà. Em rất hâm mộ anh. Những bài thơ trên mạng, giờ chúng ta là bạn. Không như bọn khốn nạn. Ê! Sao em xuất khẩu thành thơ mà nó hơi kỳ ha? Không, người ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Khi mà mình chơi chung với nhau thì thường là nó bị lây đó em. Nó bị lây đó. Và hình như anh thấy em có cảm giác giống như em đang thẩm thấu về cái chất thơ của anh đó. Và để cảm ơn cái tình bạn của mình trên Facebook á, thì anh xin làm một bài thơ để tặng cho em. Dạ. Thơ là mình phải có cảm hứng em à. Dạ. Thân em mẫm mỉm lại xinh xinh. Wow. Gương mặt tròn quay như bánh xèo. Nhìn kỹ hơi giống khỉ. Nhìn đó lại quên đi. Hết hồn, em tưởng nhìn đó lại giống chó chứ. Nếu mà như vậy nó không theo dần được em ạ. Và đôi khi á, thì mình sẽ lại thấy có đôi chút cái gì đó thì trong thơ nó cũng có những cái lãng mạn. Dạ. Như là mưa sa nắng giọt mưa rơi, cành trúc la đà trước sân ngõ. Ví dụ như vậy thì cái chất lãng mạn đó nó sẽ không mang tới những cái bài thơ. Với anh thì cái chất lãng mạn nó không cần thiết. Dạ. Cái chất của trong anh đó, cái gì nó phải tả thực. Dạ, tả thực. Đó thì giống như vừa rồi anh là tả em như vậy. Nếu như anh lại nói em là cái mặt em nó tròn như bánh bao thì nó chẳng ra là cái nhan sắc của em nữa. Dạ đúng rồi. Cái bánh xèo á nó vừa tròn mà nó vừa dẹp anh ha. Đó. Dạ. Như là cũng là một cái món ăn rất là dễ thương mà anh rất thích rồi. Đất ơi nó ngon lắm em. Đó, dạ. Cho nên là với ta tình trên Facebook đừng nghĩ ngợi lung tung. Dạ. Nhìn vào đôi mắt ấy em đã nhận thấy những gì? Ô kìa, đôi môi nhỏ đang đậm ướt chờ ai? Có lẽ em tại vì em làm được không? Tại vì anh tả thực thì em cũng phải diễn thật là tém tém. Không em làm như vậy nó bị quá và anh bị tụt cảm xúc. Anh bị tụt cảm xúc. Tém nhẹ thôi. Đó nên như vậy. Rồi thì mình lại thêm một cái câu thơ khác nha. Hàng quán tuy đơn sơ. Dạ. Trong đó có những gì? Em bán gì không cần biết. Chỉ cần biết em gái xinh. Công nhận nha, những cái án thơ của anh ở trên mạng xã hội đó. Em rất là ái mộ. Cảm ơn em. Nhưng ra đời thấy ngộ. Cái em không hâm mộ. Ủa là sao? Tự nhiên cái em nói là em thích thơ là anh lắm mà giờ tự nhiên em đổi ngang qua vậy là sao? Dạ không, ý của em nói là thí dụ như mà ở trên mạng xã hội thì thấy nó rất là thơ. Dạ, nhưng mà ra đời thì nó rất là đơ. Thôi anh cứ uống nước đi. Liệu tình bạn mình có bền chắc không? Dạ em nghĩ nó chắc. Thì nói thẳng ra cho em nghe thì nếu mà em hâm mộ thơ của anh á, dạ, thì em có thể mở Facebook ra. Nhưng mà con người của anh khi nào mà nói chuyện gì đó thì nó phải pha chút thơ vô nó mới lãng mạn được em ạ. Dạ em hiểu rồi. Dạ. Thôi anh cứ uống nước đi. Anh vẫn chưa thấy khác. Nhưng em đã thấy khác. Vậy em cứ uống đi. Dạ. Uống một nhát đi anh. Một nhát à? Một phát đi anh. Một phát à? Uống một lát đi anh. Một lát là sao? Thôi đi, em không phải nhà thơ. Nên em làm rất đơ. Đó, đúng vậy. Anh mới thấy em đơ rồi đó. Dạ. Thì bây giờ mình chỉ cần uống một ít đi anh. Nghe nhẹ nhàng. Dạ. Ôi là trời, cái gì lâu không á. Tao nói ở trong mạng xã hội thì coi được mà sao ở ngoài. Cô Tư ơi. Dạ. Tư ơi, có nhà không cô Tư? Dạ có. Dạ. Ai vậy? Dạ, bạn của em đấy ạ. Dạ. Trời ơi. Cái cục gì á? Ai vậy? Dạ. Nhà thơ. Mình là nhà thơ. Má ơi, từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy người này nha. Dạ. Hàng này dữ à. Trời ơi. Bộ đó. Nếu gì nằm trong danh sách đỏ trong hoa chơi rồi nghe. Danh sách đỏ là sao anh? Là hàng hiếm á. Hàng hiếm là sao anh? Coi như cậu phải cố gắng nghe, giữ gìn sức khỏe nghe. Trời ơi, tôi thấy cậu tôi thích á. Ráng sống cho lâu đi nghe. Chứ cậu mà chết một cái thì tôi nói Việt Nam tuyệt chủng đó trong hoa chơi à. Bạn thân quá hả? Dạ bạn cũng khá là thân. Người ngộ quá hen. Từ nhỏ lớn tôi mới thấy đó. Ô kìa, gã trung niên nói anh đó, nhìn mặt như kẻ điên.
đến đây tìm người ấy. Chi vậy chàng trai kia? Trời ơi, thơ đó hả? Ờ. Dạ. Thơ con cóc mà thơ gì kỳ vậy? Tôi không cần thơ con cóc, tôi chỉ cần tả thực những người mà tôi không thích là như vậy thôi. Vậy đó hả? Ừ. Dạ, dạ. À. Dạ, để em nói chuyện riêng với của bạn, à, với bạn em nghe anh. À, dạ, hơi nói chung là khi mà mình tiếp xúc bạn trên Facebook đó, thì mình, dạ, mình tiếp xúc với bạn ngoài đời. À, nói chuyện xong là mình nên tiễn anh ấy về, dạ, nha. Dạ, dạ. Tại vì thấy không hợp lắm. Dạ. Dạ. Hai. Cái này ở trên mạng xã hội. Vậy đó hả? Dạ, thoạt đầu thì thấy, dạ, ổn nhưng mà bây giờ thấy không có ổn. Ừ, thấy không ổn nhưng, dạ, mà phải giữ này lại nghe. Dạ. Cố gắng bắt cóc đó, nuôi chơi. Dạ. Dạ. Lạ lắm. Anh hai, dạ, mới mốt á, mà có ai tới tìm em mà nhìn cái tướng lạ lạ lùng lùng á, vậy cái kiểu lạ lùng á, đừng có cho vô đây nghe, thấy ghê quá à. Vừa bụng con chưa? Ừ. Đó, tối ngày Facebook bạn. Nhưng mà tôi thấy thằng này nó lạ lắm. Thôi bây giờ cố gắng giữ nó lại nha. Chị, tôi chạy kiếm cho ba chung. Rồi làm gì? Bắt này nuôi chơi. Trời, lạ lắm. Trời, anh hai, anh hai. Ui, làm sao mà mai mốt con bé dám kết bạn trên mạng xã hội nữa trời. Tiền hỡi mi là vuông giấy mỏng, sao hãy đổi trắng với thai đen. Thế nhân lừa lọc đời mang cha, kết cuộc chung quy cũng vì tiền. Hello. Không hiểu. Hảo Du. Không hiểu luôn. Xin phép tôi được ngồi được không? Cho hỏi thăm chút được không? Ông tìm ai? Metro Thanh Hiền. Metro Thanh Hiền hả? Không tiếp, đi ra. Ông không nhìn ra tôi à? Tôi không cần nhìn. Vậy tôi ngồi đây chờ cậu. Mặt trai mày đó, đi ra ngoài. Cô Tư cô dặn tôi rồi. Biểu gặp mà vô đây mà tào lao mía lao đó, thấy không? Ba trận ba cháu đó, tống cổ ra ngoài, không có nói nhiều. Ê, tôi hỏi ông lần cuối kìa. Sự thật là ông không nhận ra tôi à? Tôi không cần nhận, tôi không cần nhìn lần cuối hay lần đầu gì cũng biết. Trời ơi ba ơi, con là ba chung rồi là ba ơi. Ủa trời đất ơi, ba hả? Tôi với ai? Không làm gì bữa nay mà đeo kiến đen rồi nón sùm sụp, tôi tưởng đâu là xã hội đen hay gì chứ. Trời đất, khi tôi với quá tàn. Chứ gì á? Ừ, tôi lại cái shop của bà con Mã đó. Cái nó làm cho tôi nè, bị đeo kiến này là đổi nón lên, có ai nhận ra tôi không? Thấy không? Ủa, làm gì chị? Làm gì thì cho nó lạ mà. Con bà Tư à, con bà nhìn tôi ra không? Vậy thôi. Bả sao nhìn ra, tôi nhìn còn không ra, sao bả nhìn thì ra? Thì bởi vậy, đừng nói gì hết á. Ừ. Lát bả ra, có bả nhận ra tôi không nghe? Không ra đâu, bả đi chậm lắm. Hello. Nhìn sao ra được. Hello. Anh ba. Ủa sao nhận ra hay vậy? Trời ơi, vậy thấy em hay không? Em nói rồi, anh ba nghe lời em lên cái tiệm của nhỏ bạn nó tút anh một phát một. Tao nói đơn giản thôi mà nhìn khó ra lắm. Dạ. Nhưng mà tại mình thân nên em nhìn ra. Ừ, dạ. Vậy mà nãy giờ ông nhìn tôi không ra đó. Tôi nhìn hoài không có ra. Mà cô dặn gì? Mà trả lì á, nãy giờ xém chút là tôi quất một đá bay xuống dưới ruộng mới xong. Trời ơi, nóng tắm. Bây giờ mình chụp hình đăng lên Facebook chứ đã. Dạ, lạ đúng rồi, đúng rồi. Lạ nha. Dạ, rồi, anh chụp giùm em cái. Khổ ghê thiệt chứ. Tự nhiên người ra đây rồi bắt làm thôi chụp hình. Cô Tư cười lên coi. Ừ, chụp hình nữa, mắt không đứng nghĩa gì đâu thấy được. Ông đây cười lên coi. Rồi anh bây giờ em với anh ra ngoài kia chụp cái cảnh mấy cái đầm sen á cho nó thơ mộng. Thôi bỏ đi, tôi mệt quá bà ơi. Trời ơi, cứ nóng nực tôi gần chết luôn rồi đó. Thôi hai ui, người mà hồi đó giờ không có bà mắc kiến, mà mắc kiến là không thấy đường đi. Ủa mấy người chụp hình làm gì vậy? Dạ, để dành up Facebook để coi người ta nhận ra mình không vậy đó. Ở không quá rảnh quá ha, tối ngày không có chuyện làm hả? Tối ngày mấy người sống ảo hoài mệt quá. Tôi đi. Mới đang nói chuyện mà. Đi đâu hả? Đi đâu hả anh hai? Cha này càng ngày càng già càng khó khăn quá luôn á. Trời đất ơi, chê người ta già chắc mình không khó quá. Thôi nào. Rồi, cà phê đây, cà phê đây. Đây, một ly trà đá nha. Cảm một ơn. Ly cà phê nha. Cảm ơn cô Tư nha. Ừ. Uống hôm nay em pha dừa không? Cô Tư pha sao tôi uống tới cái cũng ngon hết á. Ô kìa nàng thơ của lòng anh, hôm nay anh đã đến đây rồi.
Người có thể cho anh một ly trà nữa. Và dài giọt đá lạnh ruột non. À, dạ thôi được, ruột non được rồi. Dạ em xin mời anh ngồi. À, chào lão già. Ơi. Dạ dạ thôi, bàn ai nấy ngồi đi. Dạ. À, sao lúc nào cũng gặp bên này hết trơn vậy? Dạ tại quán mà, ai thích vô uống uống. Anh chờ em xíu nha. À. Ngộ quá à, giờ thấy ngộ cái đầu quá bóng hen. Đây, trà của anh đây. Thôi, ấy đừng giận tôi. Những giọt cà phê không thấm đâu. Đúng hả? Đời tôi chỉ những ly trà đá. Có vậy mà tôi sẽ nhớ hoài. Ừ, quá hay, quá hay. À, cảm ơn ông anh. Dạ. Quá hay. Dạ. Đừng tiếc làm chi. Em sợ lắm. Em sợ làm chi một lão già? Dạ. Trong mặt giàu quá tưởng lão già. Ê anh ơi, ngẩn ngơ làm gì? Người đó đó. Người đó và tôi ấy chọn ai? Hay quá, thơ hay quá. Trời ơi, à, dạ. Lạ, anh hay. Hay. À. Anh hai. Hả? Anh hai ơi. Gì? Sao tôi chế? Anh ấy dì ơi, nhìn đây nè. À. Người ấy lão gia, sắp là chồng em. Bãi. Thôi, giúp thì giúp cho chót đi. Thôi, chuyện cô làm mà cô chịu đi, đưa tôi vô đây chi nữa. Không, chồng sắp cưới đó. Người ta trung thực lắm gái ơi. Trời đất ơi. Không phải chồng đâu, đừng có đùa. Thôi thì người ấy nên về nhé. Ở đây làm gì vướng tay chân. Hay hay lắm con, hay lắm. Không con được, không con được. Không mình con chỉ kêu bằng em thôi. Quá trời quá đất thiệt, dùm y như trái thanh long nha. Tôi nói thiệt nghe, nhà thơ á, các cái nhà thơ mà nổi tiếng đó mà nghe mấy cái bài thơ của cậu đó, tôi bảo đảm là người ta cắn lưỡi chết. Nếu mà những nhà thơ khác mà người ta có cắn lưỡi người ta chết thì mình mới là độc nhất nhà thơ chứ. Đúng rồi, hàng độc mà. Thôi ở đây nghe, đây chơi đi. Để tôi đi thông báo cho bà con tới, đừng tôi bán vé nữa chứ đủ chuyện chơi luôn. Thôi, anh hai. Có gì hồi hộp quá vậy ta? Kệ ổng đi thôi, cứ vậy mà. Chỉ còn hai đứa ta tâm sự. Có gì muốn nói cứ nói đi. Sợ lắm, em sợ lắm. Đừng nhìn em nữa, kẻo dại khờ. Đó, hai tâm hồn thơ quyện vào nhau. Ánh mắt trao nhau, chút nụ cười. Người ấy và tôi đang hòa hợp, còn chờ gì nữa, kết duyên thôi. Ô, bây giờ mình mới phát hiện ra thơ của mình có luồng điện luôn đó. Tôi nói không biết giờ sao mà tụi nhỏ nó phái, không phải là tụi nhỏ không nữa, từ tụi nhỏ tới người lớn, tới ông già, người trẻ gì cũng khoái Facebook hết trơn rồi. Mà tôi nói nghe nó ảo dữ lắm luôn. Trời đất ơi, cái mặt xấu quá. Rồi cái mập thù lù. Rồi cái làm ốm lại làm cho đẹp, rồi mũi cao lên, trời nó làm đủ thứ hết trơn á. Ảo. Nói thì tém tém lại, bớt có chỉ mũi dùi qua người khác đi, nghe nó nhột lắm. Thì không phải tôi nói cô đâu. Tôi nói là mà người ta kìa, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn trời á, nó ảo riết thành ảo tưởng luôn á. Phải không ông hai? Trời đất ơi, tôi nói bây giờ cuộc sống bây giờ đó, nó ảo vậy đó, nó ảo tưởng dữ lắm rồi. Lên rồi vuốt cho nó gọn, cho nó đẹp lại đằng cái kiếm trai. Rồi trai nó lại cái quảng hồn quảng vía. Rồi kêu tôi phải canh, phải gác, phải đuổi đi, khổ thiệt. Ủa anh hai, anh nói gì khác nào anh nói vô mặt em vậy? Thà anh nói vô mặt em đại đi, em út thôi mà. Nói nào ngay, không phải em muốn vậy đâu, mà tại vì mấy đứa nhỏ nó nói chơi đi chơi đi, chơi chơi giải khuây, ai dè ghiền nào đâu có biết. Bởi vậy á, cái sống ảo này đó là tụi nó câu view thôi, nó mục đích nó câu view thôi chứ không có gì hết, nhắn tin nhắn rồi nọ vậy thôi. Bởi vì nhà sư nhà Phật có nói câu này nè. Nói gì? Nên giác ngộ à, rồi quay đầu làm bờ là vậy đó. Thôi anh ơi, người ta chơi mạng xã hội, chơi Facebook chứ mắc mớ gì. Tự nhiên có dính tới Phật Pháp rồi, có dính tới giác ngộ nữa. Trời đất ơi, cô Tư sao giác ngộ? Bả về dễ thì giác ngộ, muốn cho bả giác ngộ là phải giác hơi bả trước đi. Anh tâm dùng bới hoài à. Tôi nói cho cô nghe, cô biết là cái nào là ảo tưởng mà có lợi mà cái nào ảo tưởng có hại không?
Thôi biết rồi, ảo tưởng lợi hại gì. Bây giờ ý anh muốn là sau này em đừng có chơi nữa đúng không? Đừng chơi mạng xã hội chứ gì. Không phải vậy đâu, mình cũng cứ chơi, nhưng mà mình bớt lại, thấy không? Đừng có ảo thôi. Đó, cô biết á, là bạn xã hội nhiều cái cũng hay lắm. Cái đó là để chúng ta giao lưu với nhau, chúng tâm sự với nhau trên Facebook, rồi đưa hình ảnh rồi đẹp rồi lên vậy thôi. Chứ không phải là nói là không chơi. Tôi nói cô chơi đó thì cũng phải có giờ có giấc. Nhưng mà bây giờ tôi thấy á, từ người trẻ cho tới người nhỏ, cho tới người lớn, tối ngày muốn làm gì thôi, buông ra úp mặt vô điện thoại. Đó, đi đường cũng không có dòm trước ngó sau, cứ úp mặt vô điện thoại nha, bấm 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 bấm. Cái bữa xe nó đụng mắt dịch luôn, tôi nói có. Trời ơi, cái miệng nói chuyện hên ghê. Thôi được rồi, biết rồi, ai cũng lo cho em hết. Vậy thì từ rày về sau không chơi mạng xã hội nữa, được chưa? Nhưng mà tôi nói cô là... Không biết tính khí của bà hả? Quay đầu làm bờ. Biết rồi, giác ngộ. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Hay ta, cái vụ mà bán gần mặt lộn vậy, cái người qua người lại người ta mới dễ mua, sao mình dở quá ta. Cái đường liên ấp ngay chỗ gần nhà mình, người từ ấp này qua ấp kia, người từ ấp kia qua ấp này, ý người ta đi, cái người ta mệt, người ta khát nước, người ta uống nước. Hay ta, bây giờ mà không được, muốn bán cái đường liên ấp á là phải có ý kiến của trưởng ấp, mà nhờ hai ông anh của mình. Hay quá, phải nhờ hai ông nói. Ngóng riết rồi còn cổ nó dài cả thước. Cũng ai cũng ngóng như tôi thôi. Ủa, ông tới đây làm gì mà ông ngồi ông lì đây nãy giờ vậy? Vậy chứ ông lì đây làm gì nãy giờ? Tôi đang hỏi ông làm cái gì? Ông biết ở đây là ở đâu không? Đây đâu phải là cái ấp. Ở đây á là cái chỗ quán ăn. Tôi có tiền, tôi tới, tôi ăn. Ăn thì ăn cho ngập mặt đi rồi nó về. Làm gì ngồi đây rình mò bà vậy? Rình mò gì? Ai bán đâu ăn. Hay ngồi đợi thôi. Nghe không? Còn ông chắc không phải ăn đâu ha. Chắc là ông ở đây ông ăn dạ của bà Tư thôi, ngồi lì vậy thôi, đúng không? Ông ăn nói cho cẩn thận nha, cấp dưới không có nói hỗn hào gì được nha. Đây nè, tôi tới đây không phải là chuyện chơi đâu. Đây nè, ông dòm đi. Cô Tư có nhắn tin của mời tôi tới đây nè. Đâu, đâu? Nè, đây nè, chứ không phải đưa không mà tôi tới đâu. Ờ, dữ ta. Có tin nhắn rồi nữa hả? Bộ ông có tin nhắn tôi không có. Nè, cái kỹ nha. Đó, ai nhắn, ai nhắn. Ủa, tôi kỹ ta. Kỹ gì? Bà nhắn tôi mới tới chứ không nhắn người ta. Thôi, buông ra đi. Gì vậy? Đâu có thân thích gì đâu mà gặp kè. Đưa cho ông coi thôi. Thôi, không có thân thiết gì, qua anh kia ngồi đi. Phải có cấp trên, cấp dưới đàng hoàng chứ đâu phải muốn gặp kè ai gặp được. Xin lỗi, tôi không muốn ngồi với ông đâu. Ủa? Ê! Anh hai, anh ba. Trời ơi, hai người qua đây cùng lúc luôn hả? Qua đi. Ôi trời, để giờ. Tôi không muốn nghe cái giọng cười đó nghe. Cái giọng cười đó đó, nghe ứa gan lắm nghe. Làm gì? Phóng dữ cái gì? Thôi thôi, nãy giờ chờ em có lâu không? Lâu rồi. Dạ, thôi xin lỗi hai anh chứ tại vì em qua bên cấp kế bên để em đưa mấy cái đồ ăn cho gia đình Nhạn Loan. Trời ơi, gia đình ốm nhom nhách là nhỏ xíu con mà tôi nói ăn gì mà ăn như sáng cạp vậy đó. Thôi thôi, để em vô làm mấy ly nước. Ừ, nãy giờ không ai làm mấy nước khô khô cổ hết à. Ủa, mà hai anh uống gì? À, nước ngọt, cà phê hay trà đá? Thôi thôi, trà đá được rồi. Dạ dạ. Vậy uống trà đá luôn cho nó đồng ha. Chứ trà đá tao khoái đó mà tao không bao giờ muốn ra tiền đâu. Dạ. Thôi, nãy giờ chờ lâu rồi. Đó, hạ quả bớt nóng. À, cảm ơn cô. Bớt nóng hạ quả. À, uống tôi bao. Dạ, nước mình có rồi. Dạ. Mình nâng ly đi các anh. Thôi, nâng ly trăm trăm với coi. Dạ, ha, nâng ly lên nè. Mời. Dạ. 50 cũng không uống chứ đừng nói 100%. Trời, tôi nổ chứ. À, anh hai uống nước rồi. Dạ, anh ba cũng uống nước rồi. Dạ, em trình bày cái chuyện ngày hôm nay. Vì sao em mời hai anh qua đây để có chuyện để em muốn nhờ hai anh. Mời thì mời một người thôi, mời với hai người. Bởi vậy tôi nói cô rồi. Dạ. Cái gì cái tôi thấy nó
chướng mắt quá à, mà một người thôi. Dạ nói nào ngay á, cái chuyện này một người không có giải quyết được, phải hai người mới giải quyết được. Dạ. Thôi cô Tư trình bày đi, rồi cái nào giải quyết được tôi giải quyết liền, cái cụp liền, dạ, ký liền tại chỗ. Cô Tư mà nói đi, cái gì gì? À, nói nào ngay á thì em coi hai anh giống như người lớn trong nhà. Muốn cái gì á em cũng phải hỏi ý hai anh, rồi nhờ hai anh cho em xin ý kiến. Dạ. À, số là hổm rài á, ba anh biết rồi đó. Đường này tự nhiên nó vắng gì mà nó vắng quá. Hàng họ nhà em bây giờ bán đâu có được cái gì đâu. Đồ đạc quá chừng quá đất rồi. À, ế quá à. Nên em tính là hỏi ý hai anh để đặng đem cái quán của em á chút chút ha. Mình đem ra ngoài cái đường liên ấp á anh, để mình bán. Ở ngoài đó giờ người ta đi đồng, người ta đi ngang qua lại nhiều, nên em nghĩ là bán được hàng. À, em cũng không có bài biện gì nhiều, em bê chừng cái bàn thôi, cái thêm mấy cái ghế. Dạ thì mình cho khách ngồi, cái mình xách thêm cái bàn nữa, cái mình để mấy chai nước, cái mình để thêm mấy ly cà phê, cái mình để thùng nước đá. Dạ cái thí dụ mà hai anh thương thì cho em để thêm cây dù cho nó mát. Dạ không biết ý anh hai với anh ba làm sao ha. Để nó giúp cô thì tụi tôi cũng sẵn sàng giúp cô thôi. Dạ. Đúng rồi. Đâu có gì đâu mà không giúp. Nhưng dạ, mà cô cũng thông cảm, bởi vì cái đất đó là đất của nhà nước. À, hai nữa là cái đó là cái vỉa hè cặp mé lộ. Không? Bây giờ cô muốn ra đó bán đó. Dạ. Thì cũng dễ thôi. Bây giờ cô làm cái đơn với làm cái tờ trình. Đơn xin mình bán buôn đó đó. Rồi tờ trình rồi bán cái gì. Rồi đưa qua tôi ký xong rồi đưa xã ký chuyển lên huyện ký xong rồi về triển khai vậy thôi. Anh trời ơi kéo dài kiểu đó là mẹ con người ta chết đói rồi. Tờ trình hoài trời chỉ... ơi ông cũng phải làm theo quy trình chứ. Quy trình của cô khỉ, quy trình đợi quy trình là mẹ con người ta chết đói sao? Nhưng mà ông không làm đúng quy trình đó mà xã ta xuống ta hỏi rồi ai chịu trách nhiệm? Tôi nè, tôi trưởng ấp tôi mới chịu trách nhiệm nè. Dạ, ông có chịu không? Dạ thôi, dạ anh hai bớt nóng, dạ anh ba cũng bớt nóng. Thôi mẹ quá con coi ăn cũng không có nhiều. Thôi hai anh ngồi đây coi như tới đây chơi với em là được rồi. À, uống bia hay uống rượu thôi để em vô em làm mớ khô chứ đằng nào cũng ế không có bán được cho ai hết á. Cô Tư là tánh tình rộng rãi lắm chứ không phải như ai kia mà rắc rối để nói ít kỹ đâu. Ông nói ai vậy? Thì tôi nói ai kia đó. Tôi nói cho ông biết, làm việc cái gì cũng phải đúng quy trình. Ông nói nhớ là tôi là trưởng ấp nha. Vẫn chơi với tôi hoài. Chú ơi, cá chín nè chú ơi. Ăn miếng nha chú. Thôi, tao không ăn đâu. Ăn uống gì vô nữa mà ăn. Nói với chú rồi, chú làm trưởng ấp mà cứ áp dụng mấy cái quy định ở công ty cũ làm sao? Ơi, chú lúc nào cũng quy cũ hết trơn. Mình làm trưởng ấp, mình phải áp dụng là tình người, tình cảm chú ơi. Mày nói gì sao được? Bây giờ bỏ cái quy định đó đó, rồi bây giờ trên xã ta xuống ta hỏi, rồi làm sao tao trả lời được? Con hỏi chú nha, mấy cái quy định đó ai đặt ra? Cũng do chú đặt ra không mà. Mà chú đặt ra rồi thì sao? Mình đổi được mà chú. Không mấy vậy nè, mình bỏ luôn quy định đi chú. À ha. Dạ. Mày nói tao thấy cũng có lý. Cái quy định đó đó, mình đề ra thì bây giờ mình bỏ cũng được. Nhưng mà bây giờ bỏ hay lấy đó, thằng cha Ba Chung chắc cũng thắng điểm tao rồi, thì cũng như không thôi. Gì? Ông Ba Chung hả? Trời, nghĩ sao chú sợ ông Ba Chung làm cái gì? Ông Ba Chung là chỉ được có cái miệng không à. Ở đây á, ai cũng gọi ổng là ba nổ. Con thấy á, muốn làm trưởng ấp tốt á, mình đừng có nổ, mà mình phải hành động. Chú phải hành động mới thắng được ổng chú ơi. Là sao? Là chú phải làm, chứ đừng có nói. Chú muốn cái gì, chú hãy hành động đi chú. Đúng rồi, mày nói tao thấy có lý. Bây giờ bỏ cái quy định đó, mình không có nói nữa, mà bây giờ mình làm. Dạ đúng rồi. Mày, tao thấy được, cái tướng mày đúng là làm cái gì đó, không quên. À, làm quân sư, đó, làm quân sư cho tao được đó. Ê! Con làm quân sư luôn. Ừ. Trời ơi sướng vậy. Quân sư xin mời bào chúa. Ừ. Bào chúa không dám ăn, sợ ói. Chú ba, chú ba, chú ba, chú ba. Dừng lại chú ba ơi. Mày làm cái gì? Có chuyện quan trọng, dừng xe. Vô đây con nói chuyện nè. Thằng này lúc nào nó cũng quan trọng hết trơn rồi á. Gì nó ra coi. Trời ơi,
Chú xuống xe đi, xuống xe có chuyện quan trọng. Nhanh lên nhìn. Có chuyện quan trọng. Gã xe bây giờ. Chuyện quan trọng mà chú ơi. Lúc nào cũng quan trọng, gì quan trọng? Con nghe nói chú đang thắng đậm ông hai đúng không? Gì quan trọng nữa? Có đó là chuyện dĩ nhiên. Tao nói mày nghe nè, bữa đó mà có mặt mày đâu bây giờ cái mặt ông coi nó ngu ngu dữ lắm. Mà tao nói mày nghe là người khác ngu á thì còn dễ thương, còn cái mặt nhớ nó ngu á tao thấy ghét thêm. tao vui bữa đó. Chú sắp thua ông hai rồi, con nói thiệt, sắp thua ông hai rồi. Thua là thua sao vậy? Con có tâm trạng kể, con báo tin cái con về liền. Ê, mày nói là mày phải kể, tại sao tao thua? Trời, không được, bây giờ con phải đi lo chuyện của con. Chuyện gì? Đi trả tiền cho người ta. Đi nói mày trả không được vậy? Thua mấy thằng bạn bắn cá nó dụ, có nhiều tiền đưa nó trơn rồi. Rồi giờ sao? Giờ có ai mà cho con... Mày muốn mượn tiền chứ gì? Mày nói cái chuyện dài nãy giờ tới lui là mượn tiền chứ đúng không? Dạ chú. Ê, tính làm tiền chính quyền địa phương hả con? Trời ơi, tao là trưởng ấp nha. Chú phó rồi chú ơi. À, phó trưởng ấp rồi sao? Mà chú nói quá là nghĩ sao con dám có gan làm tiền chú. Tại con kẹt quá nên nhớ chú qua mượn, mốt có tiền trả. Lúc nào cũng vậy. Tao đưa tiền rồi nói liền nha. Dạ. Ừ. Nè mày, tao lấy mày đó 4 tờ đi, tao giữ 1 tờ lát uống cà phê. Ôi chú ơi, có 1 tờ đưa luôn đi mới đủ chú. Trời ơi, tao đang đi xe mà trong mình tao không có tiền sao được. Dạ dạ, có nhiều đợi. Dạ cảm ơn chú. Ừ, rồi, nói cho tao nghe. Chú muốn biết lý do tại sao đúng không? Ừ. Chú đi theo con. Nắng quá trời quá đất. Dạ. Tư uống miếng nước rồi Tư. Dạ, cảm ơn hai. Thấy ghê chưa? Chú thấy ghê chưa? Tao tức lắm. Trời ơi. Chú, bộ chú dính gì kìa? Dính gì? Dính kìa. Trời lá cây hẹn gì nhột đường chết luôn. Thấy gì tôi quấn quýt chưa? Thấm thiết chưa? Nghe chưa, nghe chưa? Cha Thành này chơi vậy là bậy rồi nè. Chơi là đá sau lưng nè. Chơi đậu cổ tao là chơi. Tao tức lắm nè. Đợt này là chú thua chắc rồi. Tại sao? Ông Thành, ông nói ông làm được, ông qua ông phụ kìa. Ai vậy chú? Ai sao? Trời ơi, qua gì Tư? Nói chuyện ba lá ba sàm xong cười hế 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 đi về. Giả trong lập bây giờ. Miệng như đằng bà, lỗ tai tao hoài à. Bây giờ tao hỏi mày nè, tao muốn lật ngược tình thế lại, được không? Lật ngược, con không lật ngược được. Con giúp chú khắc phục được. Khắc phục? Dạ. Khắc phục là sao? Chú nhìn lên trời đi. Chú thấy gì không? Không. Vậy mà con không thấy nữa. Mày lật ngược tình thế, mày khắc phục, mà biểu tao nhìn trời vậy? Đi đình người ta mà la lớn quá. Nói nhỏ thôi. Ô bách tự nữa. Dễ thật lắm. Ta. Ồ, thế à? Ơi, nắng quá trời, nắng thiệt khổ ghê. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người. Duyên kiếp không lâu. Mà trời nóng quá anh hai ơi. Bữa nay nắng quá trời quá đất. Dạ. Bộ bữa mưa, bữa nay nắng. Tôi quên đem cái dù cho cô nữa. Dạ, không biết nắng gì người ta có vô người ta uống nước hay không nè. Dù đây, có dù tới đây. Dù tới đây. Dạ. Dù tới đây. Trời ơi, trời, chỗ khác ơi. Trời ơi, cái gió nó bọc mà. Chỗ khác. Trời ơi. Chỗ khác để người ta đi khám cái dù. Chưa nắng đựng lạng ngay mặt, chịu không nổi. Trời đất ơi. Anh ba. Trời ơi, đã lên chút, lên chút. Đỏ nha. Dạ. Cho nắng mình che siết lại. Trời ơi, đang ngồi mà nó nắng dữ dằn vậy. Cái đem cái dù tới giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy đó. Dạ mát chưa? Dạ, mát lắm rồi. Ừ. Nhưng mà sao ngộ ha? Dạ. Có cái bóng râm như vậy rồi nè. Nhưng mà nó bị đứng gió làm sao á. Hôm nay đứng nó... gió, có gió. Ôi, dạ. Rồi, chờ một xíu. Dạ, dạ. Dạ, ở đâu? Đi. Trời ơi, có luôn cái quạt luôn. Mình để xích qua đây nè anh. Đó, mình để xích qua đây, đó, đúng rồi. Để dưới đi, bật lên. Dạ, đúng rồi. Dạ, hay quá. Ủa mà mình điện đâu, mình ghim anh? Mới mua 70 thước dây kéo từ trong nhà cô ra luôn. Trời ơi. Để sẵn đây.
Trời ơi, dữ dằn quá. Hèn chi sớm mời tới giờ nó. Ủa sao cái tủ ủ điện ở đây ai ai để đây? Mát chưa, mát chưa? Mát. Tôi chứ không phải như ai kia đâu. Sợ từng thước dây điện. Tôi mua mấy chục thước luôn á. Thiệt là mát quá à. Cảm giác như là làn gió xuân đang vờn trên làn da của em vậy đó. Cảm ơn anh ba nghe. Anh ba ngồi đi. Trời ơi, ơn nghĩa gì dạ. Mình với Tư mà ơn nghĩa gì. Cái quạt này mình có thể cho nó quay vòng vòng được không? Không. Để cho anh hai anh mát với. Không được. Mà mình còn không đứng nghe cái quạt nữa. Quay chi một mình Tư mát được rồi. Dạ. Thôi khỏi, tôi không có cần mát đâu. Cái quạt đó mình nên cô còn không đủ nữa. Trời ơi, cái người ta làm sao mà đem cái quạt đó bên lớn à. Đỡ hơn ai kia không có quạt. Anh hai ra đây ngồi nè, có cái bóng râm cho nó mát. Ồ, tôi ngồi đây cũng mát vậy cô. Tôi đâu cần ngồi dù của ta. Thì ngồi đây cũng có gió nè. Ôi, ngồi đây mệt quá. Đi à. Anh uống nước đi. Ủa anh hai đi đâu vậy? Tôi đi vô ấp chứ đâu có ở không đâu. Làm việc mà, ăn lương nhà nước mà. Cũng phải làm cho hết trách nhiệm mình chứ. Đâu phải vô trách nhiệm vậy, thấy không? Mà tối ngày cái chỗ nào có đàn bà giá là tôi thấy là có mặt ở suốt với cái chỗ nào có nhậu á, có mồi á, nghe mùi cái là lết tới liền à. Mệt. Nào quẩn ghé uống nước nha anh hai. Ai lết? Hồi sáng giờ ai lết đây thì tôi làm việc cho ai làm việc? Mới làm trưởng ấp cơ bà già. Đây nè, thằng này làm trưởng ấp hai nhiệm kỳ rồi nha. Ô, chào anh hai trưởng ấp. Hân hạnh chào cấp dưới. Anh hai. Gì đây? Ủa mở quán hả? Cấp trên mở quán hả? Bộ đuôi hay sao mà không thấy hai chữ Tư Mập? À, hả? Đem cái chữ bản này là tặng cho cô Tư. Cái gì nữa, trời đất ơi, người thân người ta mở quán người ta phải vẽ bản rồi người ta tặng cho người. Thôi đi, trời ơi, mình tặng cho người ta là mình tặng cái gì có giá trị. Thấy không? Còn không, cái gì đây, đây, tặng chữ thư pháp đàng hoàng, ai mà tặng cái ba cái đồ gì, người lên ở nhà vẽ không được nữa trời. Trời đất ơi, người ta vẽ cái chữ này nè, mua bán, đặng người ta nhìn vô, nó chạy xe ngang là người ta đọc được rồi. À. Đó, thấy không? Quán Tư Mập nè, đó, còn của ông á. Sao? Phải đậu xe lại, đọc hết mấy cái chữ này đó là tới chiều luôn đó. Dòm đi, gì? Y như là cái con gì bò, con rắn, con gì bò, con trùng, con gì chứ đâu phải cái chữ. Đừng nói vậy, ta cười chết. Đây là chữ thư pháp, có tiền lắm đó nha, mới viết được cái chữ này. Trời. Còn không có tiền ở nhà vậy nè. Ông dòm đi người ta nè, màu xanh đàng hoàng của ông đó. Sao? Cái quán ai mà treo cái chữ màu đen của bảng trắng. Cái này thường thường tôi thấy đó, người ta để gì nè, thành kính phân ưu. Còn không nữa thì vô cùng thương tiếc. Chứ quán xá để cái này ai dám vô ăn. Trời ơi, nói chuyện với ông tôi mệt quá ông ơi. Đâu vậy? Lỡ quán cô Tư. Đâu có được, làm phó phải đi sao chứ. Mới đụng cái té rồi gì mà đòi làm trưởng ấp gì không nữa. Ê, ỷ cấp trên đang hiếp cấp dưới hả? Dạ, em mời hai anh trưởng ấp, phó ấp uống miếng trà đá cho nó mát lòng mát dạ. Ở đây trưởng phó gì nữa? Ai trưởng ai phó? Dạ, vậy thôi Tư xin mời hai anh ấp uống nước trà. Dạ, dạ đây, dạ của anh ấp. Cảm ơn Tư. Dạ, đây là của anh ấp. Dạ. Cảm ơn hai anh. Ta nói chu cha ơi, một bên nổi bật ha, còn bên kia thì trời ơi, cái chữ nó đẹp phải nói luôn vậy đó. Nhìn là mê liền vậy ha. Tôi nói cho cô biết nha, cái biển này nè. Dạ. Tôi đặt ở ngoài thị trấn á, người ta chuyên vẽ về cái quảng cáo đó, chứ không phải đơn giản nào, chuyên nghiệp luôn đó, công ty của người ta đó. Dạ. Màu đẹp lắm anh, tươi tắn lắm. Trời. Biển của tôi á. Dạ. Thuê hẳn họa sĩ. Mà cái người này đó là ở trường mỹ thuật. Trời ơi, người ta tốt nghiệp trường mỹ thuật đàng hoàng. Danh giá quá. Chữ thư pháp nha. Wow. Trời ơi. Cái biển đó quảng cáo bán đồ ăn mà làm như đi thi mỹ thuật vậy. Vẽ chữ thư pháp đồ nữa. Chữ nghĩa của người ta cho nó rõ ràng, nhìn vô dễ đọc.
bán món gì ăn, món gì uống đâu đó rõ ràng. Còn làm cái gì đó mà quằn quện. Ý ta dòm vô ta tưởng đâu ở đây mà bán cái món trùng quế xào lăn. Trời, buôn bán kinh doanh là phải làm cái gì đập vô mắt người ta thì người ta mới vô ăn uống, ta thấy đẹp ta ăn uống, chữ thư pháp đàng hoàng. Còn ai mà đi viết cái chữ nhà quê nít viết còn được mà. Thím Tư, Thím Tư, đây là đường liên thôn, ai cho thím bày bán ở đây, người ta đi qua đi lại sao được. Dạ thưa các bộ, nói nào ngay Tư cũng đâu có mà gan dạ tới mức độ mà bày bán giữa đường. Cái này là như các bộ nói là đường liên thôn, thì một nửa của thôn này nửa thôn kia không ai quản lý hết, là Tư bày Tư bán ở đây. Với lại Tư có sự đồng ý của trưởng ấp với lại phó ấp nha. Ai trưởng ấp ở đây? Dạ thôi chứ anh ba chưa ngấp ngồi đây chơi nghe, tôi đi về trước. Tôi phó mà. Thôi ngồi đây đi. Tôi phó mà. Trưởng ấp kia kìa đó, còn phó ấp đi đây nè.